Hello anh em, chào mừng anh em trở lại mình kênh của mình là Yasuo đây. Thì như các em đã biết và có thể các anh em không biết, mình đánh mỗi Yasuo rồi. Video mình chỉ đánh mỗi Yasuo nhưng mình vẫn đánh ngu, mình luyện đến lúc nào đánh con Yasuo này hay thì thôi. Múa thôi anh em, mình ăn no là mình đánh Yasuo có thế thôi. Cả ngày của mình chỉ xoay quanh việc đó. À đủ cướp kìa. Chưa nói nhá. Tập trung đánh đi đánh đi. À đủ. Có thằng AD không nhỉ? Mình để ý thằng AD nó gần đây mà sao không thấy nó ra. Vãi. Vãi thằng AD. Vãi, tao không hiểu mày làm gì luôn. Phế vãi. Đần độn. Chưa gặp thằng nào đần độn thằng AD. Đi của Teemo à? Thằng Teemo ăn hành chắc rồi anh em ạ. Mình chưa thấy con nào yếu như Teemo. Teemo cái mé giò là hết, chẳng còn gì nữa. Tắt bộ của tính luôn. Ai còn lính này anh em, cho nó cho đánh còn thoải mái mà. Giờ tao lốc cho mày chết luôn đấy chứ. Này mình còn lướt là mình chơi nó nhá. Ok. Đó, giờ mày lên đi, mày lên đi. Á đủ. Á đủ. Chúng anh em. Đẳng cấp. Ok. Mày chết. Mày có tốc biến không? Ok anh em. Cứ kiểu giết nó thôi, sợ đây. Giết xong nó đỡ phải farm. Cả game mình chết cũng được. Giờ thì cứ lên mà chém anh em ạ. Ok. Quả này lính vào trụ nhiều đấy. Mình sẽ chặn được gió nó khỏi farm luôn. Đánh tao đi, đánh tao này. Tao là nó mất máu nhiều hơn. À đủ. À đủ, còn lính này, còn lính. Ô, ông quá nhiều ơi. Vãi, sao hôm qua nhờ. Ganh à, sự xấu vãi. Ok, chấp nhận. Cho mày ganh. Nói chung là tí môn nó giấy mà mình có tí đam mình giết được nó ngay. Ok anh em. Ô vai quá phi đồng thế anh em ơi, càng quá chó Teemo đi cay quá.
Ở kia rừng nó không canh thì nó có phải ngon được không? Tự mình là thằng nào nhỉ? À nó lên level 6 vậy kìa. Mình thấy mình chưa zone. Zone là hành thằng Timo à? Lại mất con xe. Ờ thế. Má mình còn thọt vãi cả đái ra. À nó dí mình luôn. Như giày đầu tiên à. Ok. Nào, mày dí tao đi. Mày dí tao đi. Tập hợp nào, dừng ơi, nó lên cao này. Dừng ơi, cứu tao. Dừng ơi, cứu tao với. 20 rồi anh em ơi, game này oảng quá. Chắc mình sẽ ôm trụ rồi anh em ạ. Không đánh lại được thằng Timo đâu. Cho nó đẩy vào trụ đã. Ok, phang vào trụ thôi. Má. Má nó nhiều máu quá anh em ơi. Chọc phát này. Nhưng mà mình bị đau hơn. Em bị tao. Cho. Hai thằng à, sao nó ra mít nhỉ? Anh em nhỉ? Thật. Tao không kèm từ gió luôn, nó biết mày phi sượt rồi. Rồi, ô, 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 ảo thật. À, mấy thằng này. Kéo đi, kéo lên. À, đủ. Đổi mạng cửa. Xin mạng thơm quá nha. Nó phải tìm mộ chưa về anh em ạ. Thằng liều thật. Chừng đâu ra giết nó. Rồi đủ tầm mà giết. Không có tốc biến à. Phao đi, phao đi, phao đi. Lính này ơ. Mình nên lên đao tím trước để xem tìm mồn. Đao tím. Ok. À được. Má. Tuy nhiên dám nấm. Làm gì ấy? Làm gì ấy? Mẹ cố chơi mình à? Làm gì tao? À đủ lại đi đường tắc à? Làm gì tao? Ăn gì ấy, ăn gì ấy. Rất láo. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi người anh em. Đâu đấy. Đâu đấy.
À, nắm 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 thế đi. À đâu. Đau quá. Mẹ mày. Nhờn với tao. Timo chỉ là Timo thôi, không đánh được với Yasuo đâu. Cái phong thần kiếm này bây giờ cộng tốc độ đánh à, tốc độ chạy cho mình này, tốc độ di chuyển này. Không còn chậm nữa à? Từ trước hình như 5 chậm sao ạ? Timo lên đồ gì ấy? Nó không lên phép nên là tâm đấm không đau lắm đâu. Sượt vai vai chịu rồi, ngáo quá. Ôi giời ơi, tìm muốn nó hành mình, trời ơi. Làm gì đấy, làm gì đấy. À, nó vẫn được con đấy kìa. À, rồi Timo chỉ là Timo thôi. Chỉ được cái giải nấm thôi. À, lại lượt thằng này. Thôi mình về, không chơi nữa. Nhưng mà nó đẩy lính nhanh ấy. Một đường nó đi hết đàn lính rồi kìa. Ô, cái gì đấy? Cái gì đấy? Mình đang sợ thế. Về nhà phát. Ganh ganh tao, ganh tao, ganh tao. Đây này. Đâu tìm, đâu tìm của mình đâu, đâu tìm của mình đâu. Đâu nhận đấy cái này đúng không? Ok. Ô, thanh niên này bị ganh à? May quá. Có cái thằng đệ đằng sau che xong âm rồi. Tìm mua lên top vậy à? Ô mình chém lính à? Vãi múa. Múa này không ăn thua rồi. Ô chết kìa. Hay quá anh em ơi, lật kèo lật kèo.
Mùa hơi fail. Quá, giết được một thằng hồi máu phải có tốt không? Team mình bắt cháy quá. Mặc dù đang thua. Ok, mình xuống bot để lấy lính nha. Tự nhiên đánh áo này. Tốc biến. Húc 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 húc. Chạy đi chạy đi. Ôi rồi. Đép hộ tao cái. Anh được tí. Hăng hăng chết hết. Chà, nào đấy. Ô, mày mất hết chiều kìa. Hay quá. Quá, thằng này không dám đánh mình à? Thế nhỉ? À đủ. Vãi, thằng kia gì đấy? Hay. Hay quá, về thôi anh em. Về 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 về. Má quật đau tí mà thiếu tí vàng kìa. Bán máu đi vậy. 950 à? Khó nhỉ? Khoan khiên anh em ạ. Lên solo lại thằng Timbo. Giờ đánh mình có đau đâu, mình nghe được đau tím mà. Mình kệ ra mid đi. À, thằng Timbo ăn bừa đỏ. À, nó nhìn thấy rồi đấy. Đây đây đây, hất tung người anh em ơi, hất tung. Vãi, mày phải làm thế không? Gì đấy? Đây rồi. Ô, thằng này khỏe hết. 92 à? Vãi, nó đá mình phát chết luôn. Nhưng mà nó cũng chết. Á, thằng Timo. Ôi, ô, vãi. Vai thằng AD này tìm buồn cười thật, đánh buồn cười phải mà đây thằng từng phải nó ăn đống vàng luôn anh em ạ. Đến lên nốt cái cung phong linh này mình phải lên tanh thôi. Rừng nó xanh vai. Bây giờ này solo là sao lại được mình. Để mình đánh nó cho xem này. Rồi, chạy nhanh thế. Đùa tí thôi, chưa gì mà căng thế. Kinh thế. Đáng sợ quá. Mẹ chỗ nào không thấy tịch. Làm gì đấy. Ồ, mỗi thằng còn tìm máu anh em. Vãi. Sao có thể đen thế, đến thế được anh em. Vãi cứt. Thôi được con rồng một cái trụ.
Thôi cũng 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 tạm được. Hơi đen một chút. Hơi đen một chút anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi tiếp tục lại lên thôi, lên đánh nhau xong. Má thằng Timo giết kìa. Nên lấy đầu Timo. Lắm lắm thế. Con xe, con xe, con xe. Con xe. Đây rồi, đây rồi. Timo hiểu vậy kìa. Thằng này nấm nó có đau ích đâu mà nó cứ giải giải khó chịu thật. Rồi. Đệt bốn thằng. Sao mình lao lên quả đấy nhỉ? Mình biết trước là có bốn thằng. Ngáo, hơi ngáo. Ừ, giết nó, giết nó. Xong hút hai. Ba này còn ngáo hơn mình. Ba luôn anh em. Đợi tí tôi ra. Anh em, ba non. Vãi còn nhảy ra gần nó. Rồi hay. Vẫn chết. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Một thằng ở lại tanh, một thằng tanh. Ôi rồi ba nó hồi máu rồi. Ăn đi ô, tao ra này. Vãi. Mẹ giờ ai cứu mày? À, tìm mồ. Cái định mày. Sao mình đánh ngáo quá. Có thằng Mafia mà nó không hút cho mình phát nào. Đá tanh như kiểu này, đá con nó vậy. Đấy này này, what the fuck. Đấy tôi lên đây anh em. Đánh nó đi, đánh nó đi. Đứng. Vãi cực cực. Ngáo vãi. Đấy tôi có từng gió này anh em. Oh. Oh my god. Làm nấm quá anh em. Lại chết rồi. Đúng rồi. Khả năng mình phải đi farm đây anh em ạ. Thọt quá.
Timo nó bắt đầu lên phép đấy. Ok. Mất dòng. À, skin này nhìn kiểu nặng nề vãi. Đeo một thứ, đống thứ trên người. Team nó hay đi cùng nhau nên mình phải cẩn thận. Đợi team, đợi team. Ok, đấy nói, để đấy nói. Ok. Không thằng nào luôn. Ok. Thế thì mình đẩy thôi, sợ gì. Thằng này, thằng ở đây, thằng ở đây. À đù, nó làm gì ấy? À đù, đau đấy, đau đấy, đau đấy. Ra đây, mà ra đây. Lính của mày đâu, để tao lướt nào. Chết. Ở kìa. Không về à? Không về thì tao lấy trụ. Ngáo, không về này. Còn hắn nữa, Timo. Timo. Timo đâu? Timo mít à? Vãi, nó đủ tầm rồi anh em ạ. Vãi. Thế thì không không làm gì. Vãi, nó đủ tầm, mình không nghĩ là nó đủ tầm đâu. Nhẹ live stream. Rồi lấy được cái trụ cũng ngon rồi anh em ạ. Nhà nó bây giờ sắp thành cái sân bay nha. Ừ, thế là thằng nào ăn? Dừng mình à? Hay quá. Má thì mình cứ để trộm này. Thế thì bạn mất hết trụ à? Legendary rồi. Ôi rồi. Thằng on đầy hết trụ rồi. Thì bạn thế mà thua à? Toàn phép, toàn đam không có chống chịu. Hàng đi, hàng đi. Bay màu. Ok. Má. Oh, what the fuck? Bye. Ok, cảm ơn xem. Bye.